Đây là trầm. Đậm không con? Dạ. À, cái loại đây. Cái loại đây là à, đi chung đó ha. À, đi chung hắn. À. Được chưa? Trầm như vàng mà. Dạ. Trầm là kia nó quý, trầm mà trầm thiên tạo nữa. Ôi cha ơi. Một ký là biết bao nhiêu tỷ còn hay. Cái này ký chú. À ok. Dạ. Rồi. À, bỏ cho chú hai cái bì cho con. Hai cả. Ờ chứ đi đường xa rồi ướt cái tầm hết bán. Hai cân. Có cái bọc đen đen ở đây nhỏ. Ờ cái bọc con cái bỏ đi rồi tẹp lát nó bỏ xấu. Cái này mình làm quanh năm mà. Dạ. Chú có hàng gì đó hàng mỗi thằng này thôi chú. Có bị à, mà cái hàng này nó nhẹ, nó ít dầu thì nó nhẹ hơn. Rồi. Đây là gia công trầm hương. Đây là công đoạn chữa trầm. Cái dũa này mình làm ở đâu con, hay là mình mua hay là mua à, mua cho có bán không cháu? Có à, bữa nào chú phải mua một cái à, chỉa hết ra lấy cái trắng, lấy cái giáp ra, còn cái trầm được. Cho chú quay thực tế mấy anh làm trầm đây. Xin chào quý khán giả YouTube. Đây là các tay nghề xã Trầm, xã Trầm Lộc Trầm. Đây là mình dọn ra rồi vô trong kia riêng hai em ha. À, chào cái đại đóng giày rồi chưa? Wow, cái đóng giày rồi chưa? À. Anh làm YouTube đó. Rồi vô tính tiền nè con.